Ngày hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên tiếng về căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh ở Canada hồi năm ngoái. Hiện quan hệ giữa hai nước đang tiếp tục xấu đi sau khi Ottawa yêu cầu 6 nhà ngoại giao Ấn Độ phải rời khỏi Canada muộn nhất trước đêm ngày 19 tháng 10. Phát biểu tại thủ đô Ottawa, Thủ tướng Trudeau cho biết Ấn Độ đã phạm phải sai lầm lớn khi cho rằng có thể can thiệp vào vấn đề chủ quyền của Canada. Ông Trudeau nói rõ Ottawa có thể thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo an ninh cho người dân quốc gia Bắc Mỹ. Đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Canada là một trong những mục tiêu chính sách đối ngoại hàng đầu của chính phủ Canada. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét những việc có thể làm để đảm bảo rằng người dân Canada được an toàn ở mọi nơi. Thủ tướng Trudeau đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ vì cho rằng những người này có liên quan đến cuộc điều tra mà Canada đang tiến hành về vụ sát hại một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh ở Canada hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, Ấn Độ đã bác bỏ nghi vấn này, đồng thời thông báo rút các nhân viên ngoại giao ở Canada về nước, trong đó có cao ủy Sanjay Kumar Verma. Quan hệ giữa Canada và Ấn Độ rơi vào căng thẳng từ tháng 9 năm ngoái sau những tranh cãi liên quan vụ việc nói trên, và hai nước đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.